Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần toán và khoa học tự nhiên ở phần học kỳ 1 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu sẽ quay cho các em ở cái phần toán 8 ở phần tập 2 các em nha. Ok. Thì trong phần tập 2 này thì chúng ta sẽ học cái gì? Thì bây giờ chúng ta đi sang phần mục lục các em nhé. Chúng ta sẽ đi sang phần mục lục các em. Thì ở trong đây chúng ta sẽ đi sang thứ nhất, đó chính là phần số và đại số. Thì chúng ta sẽ được học về hai chương, đó chính là chương 5 và chương 6. Em thấy thế nào? Về chương 5 thì chúng ta sẽ được về học về hàm số và đồ thị. Phần này nói chung nó cũng khá dễ chứ không khó đâu. Về phương trình bậc nhất một ẩn thì bài này rất dễ này. Nhưng mà cái bài này rất khó này em này. Giải bài toán bằng cách lập phương trình là cực kỳ khó nha. Tại vì chúng ta phải biểu thị cái ẩn và phải lập được phương trình và giải được phương trình và kết luận nghiệm. Ở bài này là khó này. Về phần hình học và đo lường thì chúng ta cũng sẽ được học về hai chương. Chương thứ nhất đó chính là định lý Thales và chương thứ hai đó chính là hình đồng dạng. Được chưa? Đó. Còn ở cái phần cuối cùng đó chính là phần yếu tố thống kê và xác suất thì chúng ta sẽ học một chương. Như vậy tóm lại chúng ta sẽ học là 5 chương các em nha. Chúng ta học 5 chương. Còn về phần hoạt động thực hành và trải nghiệm á, vẽ cái đồ thị bằng phần mềm các kiểu đồ thì giáo viên ở trên trường sẽ hướng dẫn các em. Còn ví dụ những cái phần nào mà nó liên quan tới ấy mà nó không phải là trên máy tính thì thầy có thể hướng dẫn cho các em. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở chương 5. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần đầu tiên, đó chính là phần số và đại số. Chúng ta sẽ đi sang ở chương 5, đó chính là hàm số và đồ thị. Các em nhá, hàm số và đồ thị. Phần này nói chung tương đối cũng dễ, nhưng mà nếu như bạn nào mà biết cách á vẽ và biểu diễn các cái điểm của nó trên đồ thị thì rất là dễ. Còn bạn nào mà không biết cách xác định được cái tọa độ thì nó hơi khó một xíu. Nên chúng ta sẽ chú ý nghe thầy giảng em nha. Và thầy nói luôn là các em cũng có khả năng tham khảo ở hai bộ Cánh diều và Kết nối tri thức để chúng ta có thể xem được cách viết của người ta, là xem được chúng ta có hiểu hay không nha. Ở đây trên đây chúng ta thấy ở đây là cái bàn cờ vua, thấy chưa nào? Thì mỗi con cờ, ví dụ con mã, con hầu hoặc là con tượng hoặc là con chốt thì nó sẽ đi theo những cái ô của nó. Ví dụ con mã thì đi xéo như này, hoặc là ví dụ con xe. Cờ vua thầy ít rành nghe, nhưng mà cờ tướng thầy biết chơi, nhưng cờ vua thầy cũng biết sơ sơ thôi chứ không rành lắm nha. Giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài số 1. Chúng ta sẽ đi sang ở bài 1 em, đó chính là khái niệm hàm số nha. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi khởi động của cái bài này. Các em cứ bình tĩnh nha. Cứ từ từ chúng ta học rồi chúng ta sẽ cảm nhận, ta nắm được thế nào là hàm số này. Rồi chúng ta sẽ tính được cái giá trị của hàm số tại một cái điểm nào đó. Thì nó có phương pháp đó các em cứ yên tâm. Nên học thầy thì nếu mà các em tu video á thì chịu. Tại vì nguyên tắc á, trong quá trình dạy thầy có thể nhắc lại các kiến thức cũ của chương trình lớp 6 và lớp 7 cũng như chương trình học kỳ 1. Mà các em mà tu video á là các em không hiểu là ráng chịu nha. Thầy nói trước. Ok. Số liệu về lượng mưa ký hiệu là M mm trong 7 tháng mùa mưa của thành phố Đà Lạt năm 20 được biểu diễn theo số N chỉ tháng trong biểu đồ như đây. Phải nào? Như vậy thì ở đây là nó biểu thị là từ tháng 5 cho tới tháng 11 là 7 tháng. Cái đúng không nào? Và cái lượng mưa của nó này từ 0, 200 hay là 400 mm. Thì đây người ta hỏi các em là quan sát biểu đồ và cho biết lượng mưa ở mỗi tháng là bao nhiêu. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn đây, chúng ta có thể đọc được này. Ví dụ ở đây là tháng 5. Tháng 5 thì chúng ta có thể đọc nó chính là 134,5 mm. Tháng 6 tương tự là nó chính là 343,6 mm. Tương tự tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Nếu như giáo viên có hỏi thêm thì trong 7 tháng này thì tháng nào có lượng mưa cao nhất thì đó chính là tháng nào em? À, đó chính là cái tháng này này, đó chính là tháng 9 này. Cái tháng 9 này là có lượng mưa cao nhất này. Đây anh là cao nhất này. Còn anh nào có lượng mưa thấp nhất? À, đó chính là cái anh tháng 5 này này. Đây là thấp nhất này. Ví dụ như trên một biểu đồ như vậy thì giáo viên có quyền đưa ra các câu hỏi tương ứng để người ta hỏi. Ví dụ tháng nào tăng, tháng nào giảm. Ví dụ từ tháng 5 tới tháng 6 là người ta tăng này. Từ tháng 6 tới tháng 8 giảm này. Từ tháng 8 tới tháng 9 là tăng. Còn từ tháng 9 cho tới tháng 11 là giảm dần.
Các em hiểu chưa? Đó. Ok, hiểu đúng không? Đây nghe. Vậy câu trả lời sau khi mà đã chốt lại rồi, chúng ta có câu trả lời này nha. Cái này thì rất là dễ, đúng không? Rất là dễ luôn. Xong, nghe thầy sẽ in sẵn các đáp án. Sau khi thầy giải xong xuôi hết đâu đó thì thầy mới đưa ra đáp án chi tiết. Nó vừa tiết kiệm cái thời gian của thầy để viết mà vừa rất là rõ ràng, nên chắc chắn là các em sẽ rất là ưa thích cái phương pháp này, thầy nghĩ thế. Tại vì khi mà thầy viết cái chữ thầy đã sống mà nó rất là mất thời gian của thầy và các em, tại vì thầy phải quay tới 3 bộ sách các em, Trăng Trời, Kết Nối và Cánh Diều, nên các em cũng nếu như mà nó không được hợp lý một số bạn nào đó thì thầy xin các em thông cảm nha. Chồng thầy thì thực sự em nếu mà giáo dục mà chỉ có một bộ sách giống như trước đây, một bộ dùng chung cho cả nước, thì thầy nói các em là muốn cái gì có cái đó, muốn cái gì là có cái đó, nghĩa là sách giáo khoa, sách bài tập, chuyên đề các kiểu thì đều có hết. Mà bữa nay một mình thầy quay tới 3 bộ, cả toán khâu tự nhiên mà cả cấp 2 và cấp 3 nha. Thì các em biết cái thời gian mà thầy hoạt động cỡ nào, đúng nào. Thầy tâm sự một xíu nha. Tại vì vào năm học thì thầy phải đi dạy trên trường cả ngày đó, thầy sẽ tận dụng các thời gian rảnh vào buổi tối các kiểu, để mà cứ rảnh lúc nào thầy sẽ quay lúc đó, bất chấp thời gian. Gần như chủ nhật các kiểu đồ người ta đi uống cà phê cà pháo đồ, chứ thầy nói với em là thầy không có thời gian nào mà để mà dám đi uống cà phê này nọ vào chủ nhật đồ đâu các em, toàn là cứ ngồi cắm đầu vô quay thôi. Thực sự các em là các em cũng phải hết sức thông cảm và thấu hiểu cho người thầy dạy online này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 1, đó chính là khái niệm hàm số nha. Ok, ta sẽ đi sang hoạt động 1. Ở cái hoạt động 1 này á, thì người ta hỏi ở đây, nhiệt độ cơ thể, ở đây là người ta gọi là D độ C của bệnh nhân theo thời gian H trong ngày được ghi trong bảng sau. Giờ này, đối với 7 giờ thì nhiệt độ cơ thể tương ứng là 36 độ C. Đối với 8 giờ thì tương ứng là 37 độ C. Cứ như vậy, cho tới 15 giờ, 15 giờ nghĩa là 3 giờ chiều là 39 độ C. Nghĩa là bắt đầu em thấy là nó sẽ bắt đầu sẽ sốt. Sốt hơi cao rồi ha. Ứng với mỗi giờ em hãy đọc bao nhiêu số chỉ nhiệt độ. Như vậy ứng với mỗi giờ thì chỉ đọc được là mấy số, là 1 thôi. Là 1 được đọc được một số chỉ nhiệt độ thôi, một số chỉ nhiệt độ. Thì ở đây chúng ta ghi câu trả lời vô này. Ứng với mỗi giờ em đọc được, đây ở đây chúng ta bỏ từ bao nhiêu đọc được một, đây chúng ta ghi từ một cho đây số chỉ nhiệt độ đó, làm câu trả lời của mình, được chưa? Là xong rồi đấy. Thời gian t để một vật chuyển động đều đi hết quãng đường trong km thì ngược nghịch với vận tốc của nó theo công thức, nghĩa là ở đây chúng ta nhớ là quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có cái thời gian, từ đây chúng ta suy ra thời gian t này sẽ bằng quãng đường chia vận tốc. Như vậy thì chứng tỏ là cái anh t và v này là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau. Tại vì trong quá trình học về bài tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch ở chương trình lớp 7 chúng ta đã biết rồi, quãng đường này như nhau. Như vậy quãng đường chúng ta ở đây là 180 km, ở đây là chia v, nghĩa là nếu mà vận tốc tăng ga chạy với tốc độ bàn thờ thì thời gian này nó sẽ càng ngắn. Còn nếu vận tốc này chạy như con rùa bò thì thời gian này sẽ càng dài. Như hai thằng này nó sẽ là tỷ lệ nghịch với nhau. Các em hiểu chưa? Đấy, ok. Tính và lập bảng các giá trị tương ứng khi V lần lượt là 10, 20, 30, 60, 180. Thì cái này rất là dễ. Thì lấy ví dụ này. Ví dụ như chúng ta có V chúng ta bằng 10 đi. Thì chúng ta suy ra T ở đây bằng bao nhiêu? Thì chúng ta thế chỗ đây này. Thế V vào chỗ này này. Cái này ai làm cũng được. Nhưng nghĩa là chúng ta thế vô. Ta lấy 180 chia cho 10 thì sẽ bằng là 18 giờ km nhớ. Còn ví dụ vận tốc V mà bằng 20 ví dụ thế, thì suy ra T ở đây 180 chia đây cho 20 thì sẽ bằng 9 giờ. Tương tự như vậy cho tới cái chỗ V mà bằng 180 thì người ta suy ra T, T của chúng ta ở đây sẽ bằng là 180 chia 180 thì bằng 1 giờ. Nghĩa là anh chạy lên mà tới V 180 này là gọi là chạy vận tốc
bàn thờ rồi á, còn chạy V mà bằng 10 này á, gọi là chạy với vận tốc là con rùa bò ha. Thì nếu mà anh quen ga một phát là một tiếng sau là có mặt alo là nhậu ngay, là nghe nó có mồi mì có gái đẹp các kiểu là bay một phát là tới là mà coi chừng nha, chưa kịp nhậu là ăn chuối xanh là mỏi lắm á ha, chạy tốc độ bàn thờ ấy, gọi là trăm cái cúp đó chính là gì nghe em, chiếc răng vàng á, gọi là chiếc răng vàng. Ok được chưa? Thì đây thì thầy đã giảng giải cho các em xong rồi, thầy sẽ đưa ra câu trả lời để có cái để chúng ta tham khảo, và có thể nếu em muốn ghi chép thì chúng ta sẽ bấm dừng video lại, đã khá là như vậy hiểu chưa? Ok thì nói chứ như thế này thì nó quá ư là rõ ràng và chi tiết cho các em rồi, chứ còn phải nữa các em đúng đâu, phải thầy nói bằng miệng không mà cũng có cái để chúng ta tham khảo này đó, chúng ta bấm dừng video lại để chúng ta muốn viết gì đó thì viết ghê này, chứ đâu phải thầy đùng đùng thầy đưa ra câu trả lời như này thì nếu em như vậy thì em trách thầy là đúng, tại vì nó ông thầy ông lười, ông không chịu giảng hết mà ông đưa ra câu trả lời giống như một quyển sách giải thì chúng ta sẽ kiếm à. Chứ ông thầy đã giải chi tiết và phương pháp làm như thế nào, thế vào chỗ nào thì thầy đã chỉ rất cụ thể rồi. Rồi tiếp tục em nha, rồi em ta đi sang khái niệm về hàm số, khái niệm hàm số này em à. Ta ghi chỗ này, nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x, nghĩa là đại lượng thay đổi đây là đại lượng thay đổi x này ha, còn y ở đây là phải phụ thuộc vào thằng này, sao cho mỗi giá trị của x luôn ta luôn xác định được duy nhất, nhớ là duy nhất, chúng ta hiểu từ duy nhất này nghĩa là một và chỉ một thôi đó, một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của biến biến x, nhớ chưa? Gọi y khi đó là gọi là hàm số của biến x, x này gọi là biến à, y gọi là hàm số của biến x. Và thông thường trong hàm số thì người ta hay ký hiệu như này, y bằng fx, ví dụ như là một cái hàm số nào đó, ví dụ như là x cộng 1 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì khi đó ví dụ người ta yêu cầu để tính giá trị người ta cho x bằng 1, ví dụ người ta cho x bằng 1 thì chúng ta hay viết là f1, khi người ta viết f1 nghĩa là x người ta ở đây là bằng 1, đã hiểu chưa? Ở đây chúng ta sẽ đi sang vào ví dụ 1, hãy chỉ ra đại lượng là hàm số của biến số trong cái hoạt động gì đây, khởi động và hoạt động 1. Thì đây người ta đã giải em sẵn này, đại lượng m là hàm số của biến số n, đại lượng d là hàm số của giờ, đại lượng t là hàm số của biến số v. Tại vì ví dụ các em nhìn là cái này là rõ nhất này, các em thấy t ở đây, v ở đây, như vậy v này là luôn thay đổi, thằng này là thay đổi này, thay đổi thì khi đó nó thay đổi từ đâu, từ 10 tới 180, chúng ta thế vào đây thì chúng ta luôn luôn nhận được một giá trị gì, một giá trị duy nhất của t, thì chúng ta nói t đây chính là hàm số của v, trong đó v này chính là biến, các em hiểu chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang vào phần tiếp theo, ta sẽ đi sang ở phần thực hành một em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thực hành một em nha. Ok, ở trong phần thực hành một này người ta yêu cầu như thế này em, mô tả các đại lượng là hàm số và biến số trong các mô hình sau ha, mô tả đại lượng là hàm số này và biến số, anh nào là hàm số và anh nào là biến số, giống như này ở phần cái phần ví dụ một em, biểu đồ cột chỉ doanh thu y triệu đồng của một cửa hàng trong tháng x. Như vậy thì cái hàm số là thằng nào? Đây, hàm số đây chính là doanh thu y này, và trong tháng x này đã chính là biến số, tại vì anh này luôn luôn thay đổi. Cái trong tháng này ví dụ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì cái anh y này anh nhận được là số tiền tương ứng là bao nhiêu triệu đồng này. Như vậy y này chính là hàm số và thằng này chính là biến số. Hiểu chưa? Quãng đường S đi được trong thời gian T của một chiếc xe chạy với vận tốc không đổi là 40 km. Như vậy thì cái anh nào là quãng đường S này đã chính là gì? Đây chính là hàm số. Thầy không cần ghi nha, thầy không ghi, thầy gạch chân. Đây, cái quãng đường S này đã chính là cái hàm số. Còn cái thời gian T này đã chính là một biến số, được chưa? À, nghĩa là nếu như giáo viên yêu cầu thì em biết công thức là S này sẽ bằng là gì, 40 nhân cho T, em hiểu chưa? Tiếp tục, số tiền y đồng người mua phải trả cho x chuyển vợ có giá
10.000 đồng vĩnh viễn. Như vậy y này, số tiền y đồng đây chính là gì? Đây chính là hàm số cho x vĩnh viễn. Đây chính là biến số, được chưa? Nếu như là y này sẽ bằng là 10.000 á, 10k nhân lên cho x đó. Nếu mà giáo viên yêu cầu các em viết ra thì chúng ta sẽ viết ra như này, cái hàm số của nó là như này này đó. Còn ở đây người ta cho dưới dạng bảng thì chúng ta không không thể nào mà lập được ha, mà chúng ta chỉ nói là cái thằng này là hàm số, cái thằng này là biến số thôi, xong ở cái phần đó, được chưa? Ok, ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo em. Ta đi sang phần vận dụng. Khi đo nhiệt độ, ta có công thức đổi từ đơn vị độ C gọi là Celsius sang đơn vị F như sau. Nên nếu chúng ta biết độ C thì chúng ta thế vào đây là chúng ta lấy 1,8, đây công thức độ F này. Ở nước ngoài thì nó sử dụng công thức độ F nha, chứ nó không sử dụng công thức độ C. À, ví dụ chúng ta có ví dụ như là C chúng ta đi là 37 độ C đây, thì chúng ta thế vào chỗ đây để chúng ta ra độ F, và từ cái độ C này chúng ta có khả năng là suy ra độ F cũng được. Ở đây người ta nói là theo em F có phải là một hàm số biến số C hay không? Giải thích chắc chắn là phải, anh này là một hàm số, vì mọi giá trị của C này, ví dụ bây giờ người ta cho một giá trị của C đây bằng thường nhiệt độ ở Việt Nam đang ví dụ 28 độ C đây, thì người ta suy ra F. Ở đây F sẽ bằng là 1,8 nhân ở đây cho 28 cộng cho 32 thì ra được bao nhiêu độ F nha. Như vậy đây chúng ta sẽ lấy 1,8 nhân cho 28 cộng cho 32 bằng 82,4 độ F. Độ F. Cũng từ công thức này ha, thầy chỉ em cái cách suy ra cái tính độ C nha. Từ công thức này thì chúng ta sẽ có 1,8 C sẽ bằng là F trừ cho 32. Từ này chúng ta suy ra C này sẽ bằng là cái gì em? Độ F này này trừ đi cho 32 và chia đi cho 1,8. Nếu người ta cho các em độ F là bao nhiêu ở bên nước Mỹ chẳng hạn, chúng ta lấy độ F trừ cho 32 và chia cho 1,8 thì ra độ C ở Việt Nam của chúng ta tương ứng, được chưa? Hiểu chưa? Đó. Vậy thôi. Đây em. Câu trả lời này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó chính là giá trị của hàm số em nha. Ở cái phần này thì nó cũng rất là dễ em, chứ không có gì khó cả. Nó không có khó em nha. Thì bây giờ nè, cái này chỉ nói tóm lại chỉ việc thế vô đổi tính thôi, cho nên nó rất là dễ. Chúng ta đi sang hoạt động 2 này, cho biết đại lượng y được tính theo đại lượng x như sau, nghĩa là cái hàm số của nó này. Đây chính là y là hàm số của biến x này. X ở đây. Tính y khi x bằng 4, x bằng 4 đây. Như vậy thì x bằng 4 thì y này sẽ suy ra y ở đây. Chỗ nào có x? Chỗ nào có x chúng ta thế bởi số 4 vô, ngay chỗ đây nè. Ngay chỗ đây là có x đúng không? Bây giờ x bằng 4 thì bây giờ 2 nhân x thì x chúng ta đừng ghi nữa là ghi 4 nè. Cộng 3. 2 nhân 4 là bằng 8 cộng 3. Như vậy kết quả đây bằng 11. Như vậy chỗ này ta điền ở đây là 11 nè. Rồi cho x một giá trị tùy ý, tính giá trị tương ứng của y. Ví dụ như ta cho x một cái giá trị là bằng 6 này, thì suy ra y ở đây, suy ra y ở đây chúng ta sẽ thế cho đây là số 6 này, phải không? Thì suy ra y là gì nè? Chúng ta thế vào chỗ thế chỗ đây nè, chỗ nào có x chúng ta thế vậy số 6 là 2 nhân 6 cộng 3, 2 6 12 cộng 3 chúng ta là bằng 10, 15. Như vậy chúng ta điền chỗ đây là 15. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rất là dễ luôn. Là xong cái phần đó. Như vậy thì cách cho một hàm số này, hàm số được cho bằng có thể là bằng bảng. Ví dụ bằng bảng như này. Hoặc cũng có thể cho bằng biểu đồ, giống biểu đồ trên này. Đúng chưa? Hoặc cũng có thể cho bằng công thức, và chủ yếu là chúng ta sẽ gặp ở cái dạng là cho bằng công thức là cái dạng ở đây này. Ví dụ như y bằng 2x cộng 3 thì đây chính là cho bằng công thức này. Hoặc là ví dụ như y bằng trừ x cộng 2 chẳng hạn thì cho bằng công thức này. Hiểu chưa? Nếu y là hàm số của x, ta có thể viết y bằng fx, y bằng cx, giống như nãy thầy đã giải thích rồi. Nghĩa là khi đó cái y
bằng fx nghĩa là x này đây chính là biến của y. Gx nghĩa là x này là biến của y, chẳng hạn với hàm số này thì ta có thể viết này. Nên khi ví dụ như hàm số này người ta yêu cầu em tính f của 3 đi. F của 3 nghĩa là người ta ngầm hiểu hiện tại này là x sẽ bằng 3 đấy. Chỗ nào có x chúng ta thế bởi số 3 vô chỗ đây này. Nghĩa là ví dụ cái 3 này thầy yêu cầu em tính f của 3 thì chúng ta lấy 4 nhân cho 3 cộng 1 thì kết quả này bằng 12 cộng 1 là bằng 13 này, ví dụ như thế. Chúng ta hiểu chưa? Đó, đó chính là người ta đang tính giá trị của hàm số tại tại một cái điểm nào đó. Ví dụ ở đây tại x bằng 3 hoặc là tại x bằng 6 hay là tại x bằng -1 chẳng hạn thì chúng ta chỉ việc thế thôi. Nó rất là dễ nghe. Hiểu chưa? Như vậy thì cái phần này chúng ta sẽ ghi vô này. Cái phần này em sẽ ghi vô này. Cho hàm số y bằng fx, nếu ứng với x bằng a, ta có y bằng fa thì fa được gọi là giá trị của hàm số y bằng fx tại x bằng a. Các em hiểu không? Đấy, tại x bằng a nghĩa là y bằng fx mà người ta cho là y bằng f của 3 đi. Nghĩa là khi đó chúng ta kết luận x này nó sẽ là bằng 3 này. Khi đó chúng ta sẽ thế chỗ nào có x chúng ta thế bởi số 3 vô, chúng ta tính là xong. Rất là dễ luôn nha. Ok. Nha. Đấy. Và cái bảng số liệu dưới đây là một giá trị của hàm số y bằng fx. Ví dụ cho x bằng a thế vô. Ví dụ giả sử ở đây thầy cho x bằng d đi thì chúng ta chỗ này sẽ là f gì? Fd. Ở đây thầy cho bằng e đi thì ở đây chỗ là f fe. Tương ứng như vậy. Hiểu chưa? Ok. Chúng ta có thể ghi vô nha. Ghi hai những chỗ nào mà thầy đánh dấu chúng ta ghi vô. Rồi, chúng ta sẽ đi sang là trang số 8 em nha. Ở đây người ta cho các em ví dụ 2. Cho hàm số y bằng fx bằng -x -2x cộng 1. Tính f 10 và f 10. F của 10 nghĩa là người ta đang ngầm hiểu nghĩa là x của chúng ta là bằng 10 đó. Chỗ nào có x chúng ta thế chỗ đây là bằng 10 này. Ví dụ như f của 10 f của 10 đúng không? Thì bây giờ chúng ta trừ 2, bây giờ nhân x, x bây giờ nghĩa chúng ta ngầm hiểu nó chính là số 10 thì ở đây chúng ta ghi là 10 này cộng 1 này. Như vậy -2 nhân 10 là bằng -20 cộng 1 là bằng -19 này. Cái này thì ai tính cũng được, chương trình lớp 6 chúng ta học về cộng trừ số nguyên rồi. Tương tự như vậy chúng ta tính ra. Lập bảng giá trị, cái này chúng ta tính thôi, thế vô tính. Thế vô nha. Dù -2 đúng không? -2 thế chỗ đây. -2 thế đây nghĩa là -2 nhân cho -2 cộng 1 mà -2 nhân -2 thì bằng 4 cộng 1 thì bằng 5 này. Tại sao ra chỗ đây bằng 5 hiểu chưa? Đấy, tương tự như vậy bằng -1 -1 kèm thế chỗ đây. Bằng 0 kèm thế chỗ đây. Ví dụ bằng 0 này, -2 nhân 0 cộng 1 thì -2 nhân 0 thì bằng 0 cộng 1 thì bằng 1 này. Như vậy chỗ đây bằng 1 thấy chưa? Ok. Bây giờ tương tự như vậy chúng ta sẽ đi xem thầy cái phần thực hành 2 này. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y cho bảng sau. X bằng -3 thì y bằng -6. Tương tự như vậy, 1, 2. Như vậy thì người ta hỏi em là đại lượng y có phải là đại lượng là một hàm số đại lượng x hay không? Thì chắc chắn là phải. Tại vì mỗi là đại lượng x này thì đại lượng y này chỉ nhận một cái giá trị duy nhất. Như vậy là phải này. Cho hàm số x bình phương tính f của 2, f của -3. Như vậy chúng ta có f của 2. F của 2 thì chỗ nào có x chúng ta thế bởi số 2 vô trở thành 2 bình phương là bằng 4 này. F của -3. F của -3 thì bằng -3 tất cả bình phương là bằng mấy? Bằng 9 đúng không? Bằng 9. Lập bảng giá trị hàm số lần lượt x bằng -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Thì các em chỉ việc thế vô thôi, thế là chỗ đây để chúng ta tính là xong. Em hiểu chưa? Rất là dễ luôn. Này. Cái bài này thầy nói với em chỉ việc thế vô tính là ra rất là nhanh và thầy đã làm cho em này. Hiểu chưa nào? Rồi xong. Ok. Ta sẽ đi xem ở cái phần vận dụng 2 nữa là xong em nhé. Rồi, ta đi xem phần vận dụng 2. Nhìn đây em. Gọi C là bằng FD là hàm số mô tả mối quan hệ giữa chu vi. Chu vi và đường kính của một đường tròn. Đây. Thầy vẽ cái một cái đường tròn nè, ở đây là tâm. Đường kính là đường đi qua tâm này, đây chính là D này. Như vậy thì tìm công thức FD và lập bảng giá trị hàm số tương ứng lần D lần lượt. Như vậy chu vi đường tròn là C, ở đây sẽ bằng là pi. Pi ở đây là số pi, đây chính là bằng 3,14 em. Nhân cho D. Trong đó nhớ pi của chúng ta ở đây là bằng
3,14 nè. Còn D đây chính là gì? Là chính là đường kính nè. Được chưa nào? Nhưng mà khi đó là F, FD của chúng ta sẽ bằng C và bằng ở đây là B nhân cho D. Bây giờ chúng ta sẽ tính, ở đây là D chúng ta tương ứng là bằng 1, 2, 3, 4. Em hiểu không? Ví dụ bây giờ F của 1 thì chúng ta chỗ nào có D chúng ta thế bởi với số 1 không? B nhân 1 là bằng B nè. F của 2 thì B nhân 2 thì bằng 2B. Tương tự như thế, F của 3 chắc chắn là bằng mấy bi? 3B. Và F của 4 thì chắc chắn là bằng mấy bi? Bằng 4B. Sau đó chúng ta sẽ lập bảng ra là xong. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi ok. Xong á, xong bằng dùng 2 á. Để muốn rõ hơn nữa thì thầy cũng có in cho các em này. Thầy đã đánh máy và in sẵn cho các em rồi. Đây, cái bảng luôn nè. Chứ không các em lại không biết cách trình bày. Thầy giảng thì có việc em nghe hiểu, nhưng mà quan trọng chúng ta trình bày, chúng ta chả biết đâu nào chúng ta trình bày kiểu đấy. Phần nào? Ok. Rồi nha. Về phần ví dụ 3, chúng ta sẽ đọc giùm thầy ở đây. Về phần bài tập, thì trong đây nó có 5 bài, thì chắc chắn thầy sẽ làm cho các em trong một clip em nha. Ok. Em hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi xem phần bài tập ở trong clip sau. Clip hôm nay tới đây kết thúc. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang với Thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Họ làm đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.